Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 và khánh thành trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Là đơn vị luôn đứng trong top 3 trường trung học phổ thông có chất lượng cao nhất của tỉnh, năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái có trên 99% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt, trên 90% học sinh xếp loại học lực khá giỏi, 58 em học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 6 học sinh đạt giải cấp quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet, 100% học sinh của nhà trường đã tốt nghiệp. Đặc biệt, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ là một trong 4 trường học đầu tiên của tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học hạnh phúc với 96,5% học sinh và 100% cán bộ giáo viên, nhân viên cảm thấy hạnh phúc khi được học tập, giảng dạy, làm việc tại ngôi trường này. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đạt được trong năm học vừa qua, đã góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục Yên Bái. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm học phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức trước đại dịch COVID-19. Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022, chủ động xây dựng kịch bản năm học với các phương án cụ thể để có giải pháp linh hoạt, phù hợp, ứng phó với diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến về chất lượng, phấn đấu xây dựng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường cần xây dựng chiến lược phát triển, định vị thương hiệu để xứng tầm với ngôi trường với bề dày truyền thống 65 năm qua và phù hợp với xu thế phát triển trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số và giáo dục thông minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ nhân dịp khai giảng năm học mới và trao cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2020-2021. Tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Yên Bái cùng ban giám hiệu nhà trường đã cắt băng khánh thành trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.